Nếu như bây giờ các bạn đến các cửa hàng audio nhờ người ta tư vấn cho là nên lựa chọn mua một chiếc đầu CD để nghe nhạc CD chuyên nghiệp hay là mua một chiếc đầu giải mã để nghe nhạc số từ các file nhạc trên YouTube hay ở các nguồn nhạc số khác, thì chắc chắn cái kết quả tư vấn của các cửa hàng sẽ khác nhau, bởi vì sẽ xuất phát từ những lợi ích của người bán hàng. Và đặc biệt quan trọng hơn và phổ biến nhất đó chính là cái kiến thức và sự hiểu biết, sự va chạm của những người bán đồ audio không giống nhau. Điều đó là đương nhiên rồi, bởi vì cái kinh nghiệm và cái kiến thức của mỗi người là không bao giờ giống nhau. Vậy cụ thể như thế nào? Hôm nay tôi sẽ nói với các bạn về ưu điểm, nhược điểm của nghe đầu CD và ưu điểm, nhược điểm của nghe đầu giải mã. Tất cả những yêu cầu về mua sắm cũng như tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết rồi, đầu CD là một trong những công nghệ đã được con người phát minh ra ở cuối thập niên 70 và đặc biệt nó nở rộ ở những năm 80-90. Và những năm trở lại đây thì các bạn thấy với sự bùng nổ của nhạc số đòi hỏi cái dung lượng chữ, tức là cái ổ cứng để lưu trữ ấy, nó phải lớn hơn cả đầu CD rất là nhiều. Và các bạn thấy là với sự phát triển của thẻ nhớ của các ổ cứng như bây giờ đấy, SSD đấy, thì các bạn sẽ thấy là rõ ràng nó đòi hỏi cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái hình thức nào đó để lưu trữ và phát lại những cái file nhạc số đó làm sao cho nó phù hợp. Thế nhưng các bạn thấy là tất cả những cái hãng high-end nổi tiếng trên thế giới vẫn đang sản xuất những thiết bị audio bây giờ ấy, thì người ta vẫn sản xuất đầu CD và nó đắt lắm. Có những chiếc đầu CD có thể lên đến hàng tỷ đồng, các bạn có thể vào mạng các bạn tìm hiểu. Các bạn thân mến, như vậy rõ ràng đầu CD là một trong những sự phát triển tiếp nối theo hình ốc và có sự lặp lại nhưng ở một trình độ cao hơn. Thì các bạn thấy rất rõ là trước đây từ những chiếc đầu CD rất rẻ tiền, các bạn mua hàng bãi đấy, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu cho đến những chiếc đầu có thể là vài chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Thì các bạn thấy rất rõ là rất nhiều người vẫn đang đi tìm mua. Như vậy rõ ràng đầu CD sẽ có những ưu điểm và những nhược điểm riêng. Thì bây giờ tôi sẽ nói. Trước hết xin phép được tiếp thị đến các bạn ở trước mắt đó là 4 chiếc đầu CD của hãng Đền Đông. Đối với những người chơi nhạc chuyên nghiệp thì chúng ta đều biết rằng hãng Denon của Nhật Bản có bộ ba đầu CD rất nổi tiếng trên thế giới, đó là Denon S10 trơn, Denon S10 2 la mã và Denon S10 3 la mã. Đó là bộ ba sản phẩm đầu CD 2 trong 1, tức là vừa chạy CD vừa kiêm đầu giải mã luôn. Thì các bạn đang nhìn thấy trước mắt ngày hôm nay tôi có đó là đầu CD Denon S10 và bên tay phải các bạn đó chính là Denon S10 3 la mã. Đây là những chiếc đầu CD nặng như âm ly, bộ cơ thiết kế cực gấu với việc sử dụng hai tăng phô độc lập cấp nguồn cho hai kênh LR và hai tầng mạch. Thêm vào đó bộ cơ của nó được bọc đồng để chống nhiễu. Đây là một trong những sản phẩm cao cấp của Denon và là niềm tự hào của Denon. Thì các bạn thân mến, tôi nhắc lại đó là những chiếc đầu CD ở bên tay trái này này, các bạn nhìn thấy đó là CD Denon S10. Đây là những chiếc đầu vừa chạy CD này, vừa giải mã này. Khi các bạn kết hợp với các nguồn nhạc số thì nó sẽ biến thành chiếc đầu giải mã. Còn bên tay phải này thì các bạn thấy đó là Denon S10 3 la mã, vừa chạy CD, vừa giải mã. Thì các bạn thấy là bộ ba của nó thì có S10 trơn, S10 2 la mã và S10 3 la mã. Thì ngày hôm nay tôi có S10 trơn và S10 3 la mã. Đây là một trong những đầu CD rất đáng chơi. Tôi nhắc lại là trọng lượng của nó nặng như chiếc âm ly vậy. Các bạn thân mến, đây là những chiếc đầu CD dùng nguồn điện 100. Ở bên tay trái thì đó là đầu CD Denon S10 có mức giá 14 triệu đồng kèm theo cả khiển ngoài. Ở bên tay phải thì các bạn thấy đó là đầu CD Denon S10 3 la mã kèm theo khiển ngoài có giá là 18 triệu đồng. Như vậy các bạn thấy là so với năm ngoái thì năm nay những chiếc đầu CD này cũng có giảm giá khoảng 1 triệu đồng. Và các bạn thấy đây là một trong những chiếc đầu CD mà rất nhiều người ao ước, bởi vì một đó là nó có thể chạy được đĩa CD. Hầu như các bạn có thể đưa các dòng đĩa CD phổ thông vào, kể cả những dòng HSD đưa vào thì nó đều chạy bình thường. Và thêm vào đó thì các bạn có thể kết nối với TV thông minh và kết nối qua đường quang cũng như đường đồng trục để các bạn có thể giải mã, hay các bạn có thể kết hợp với những cái ổ cứng, kể cả những cái ổ phát HD đấy, thì các bạn có thể kết hợp để biến những chiếc đầu CD này thành một bộ giải mã. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ nói về ưu điểm, nhược điểm của việc nghe đầu CD. Một là các bạn thấy chúng ta đi đâu về thì chúng ta chỉ cần bật nguồn lên thôi và bấm nút khởi động thì các bạn sẽ thấy đầu CD hoạt động ngay lập tức. Các bạn chỉ cần cho đĩa vào thôi là dàn nhạc của các bạn hoạt động rồi. Thậm chí cái việc này diễn ra chỉ trong vài giây thôi. Như vậy các bạn sẽ thấy đây là một cái tiện ích lớn. Thứ hai nữa là các bạn thấy rằng đối với đầu CD thì nó có những cái bộ phận các bạn cần quan để ý. Một đó là bộ cơ. Khi bộ cơ tốt, nó kẹp tốt và nó quay thì các bạn sẽ thấy nó không có hiện tượng rung lắc. Đó là những cái đầu CD cao cấp kiểu như S10 hay S10 3 la mã này.
Đấy, và thứ nữa thì các bạn thấy là cái con chip giải mã là linh hồn của những chiếc đầu CD này. Những con chip giải mã ở trong những chiếc đầu CD này có thể quyết định đến 50% giá thành của sản phẩm. Đó là điều đương nhiên. Các bạn thấy trước đây thì nào là 18 bit, 16 bit, rồi 21 bit, 24 bit, 32 bit, vân vân. Chúng ta rất để ý điều đó. Nhưng thực tế hiện nay thì các bạn thấy là các file nhạc số ấy, thì người ta đã có cái việc là sử dụng những cái bộ giải mã có thể bung hàng triệu bit. Nhưng thực tế có nguồn nhạc để dùng hay không lại là chuyện khác. Giống như trước đây các bạn cứ mua TV 3D đấy, nhưng có nguồn phim 3D để các bạn xem đâu, rất ít và không phổ biến. Sau đó các bạn thấy là những chiếc TV 3D dần dần cũng biến mất và nó còn không còn thông dụng nữa. Thì các bạn thấy là đối với những chiếc đầu mà cứ quảng cáo hàng triệu bit, bây giờ là megabit, super bit ấy, nhưng thực tế cái file nhạc của các bạn chỉ là file nhạc 32 bit hay là chỉ là 18 bit vân vân. Như vậy các bạn thấy đó là cái sự dư thừa lãng phí. Vậy thì các bạn hãy tập trung vào cái nguồn nhạc và các bạn tìm những chiếc đầu CD phù hợp. Thì các bạn sẽ thấy là đối với những chiếc đầu CD như thế này thì các bạn thấy một là cái tiện ích, hai nữa là nó phổ thông dễ kiếm như tôi vừa nói ở trên, và nó phù hợp với các file nhạc số phổ biến ở thị trường Việt Nam. Và thứ nữa là các bạn sẽ thấy như thế này này, khi mà các bạn mở đĩa CD thì do CD là một cái ổ quang đã được lưu trữ những cái file nhạc số có dung lượng thường thường khoảng 700 MB, cho nên các bạn có thể lưu được từ 7-8 cho đến khoảng hơn 10 bài hát. Thì các bạn thấy là khi mà cái mắt laser nó đọc và nó trích xuất những cái file nhạc số ở trên đĩa CD này ra, sau đó là nó đưa xuống con chip giải mã này giải mã thành analog và đưa ra hai cái cổng LR đằng sau ấy. Thì các bạn thấy cái quá trình nó diễn ra tại chỗ, nó không chịu sự chi phối của các yếu tố nhiễu, ví dụ như là đường truyền rồi băng thông, ví dụ như vậy. Và các bạn sẽ thấy là thường thường thì cái chất lượng của cái đĩa CD hiện nay thì nó khá là ổn định, cho nên các bạn sẽ được nghe những cái file nhạc nó bóc tách và nó hầu như là nó trong sạch và nó có khả năng kháng nhiễu cực tốt. Các đầu CD như tôi vừa nói, ví dụ như là bộ cơ của dòng này thì nó đã được bọc đồng, ví dụ như cái dòng của Pioneer thì các bạn thấy người ta cũng bọc đồng toàn bộ phía bên trong để kháng nhiễu. Như vậy các bạn thấy là cái sự sản xuất những đầu CD nó rất là cầu kỳ. Và các bạn thấy là so với việc mà các bạn phải nghe cái nhạc số các bạn kéo trên mạng, thì nhiều khi cái file nhạc ấy có tốt đi chăng nữa, nhưng cái do cái tốc độ mạng, cái gói mạng của các bạn nó kém thì các bạn sẽ đến ảnh hưởng đến chất lượng rất là nhiều, chưa kể các yếu tố nhiễu động nó truyền ở trên cái đường truyền từ nhà nọ rồi thiết bị nọ lại ảnh hưởng đến thiết bị của nhà kia vân vân, rất là nhiều cái yếu tố. CD thì sẽ không có hiện tượng đó, nó là nguồn phát độc lập tại chỗ duy nhất và hơi dành cho một mình bạn hưởng thụ, cung cấp thiết cái nguồn phát này cho âm ly, cho bộ dàn của các bạn. Đó là cái lợi thế của CD. Và các bạn thấy là hiện nay thì đối với những cái đầu CD này, các bạn có thể mua đĩa CD bằng cách là các bạn lên Google và các bạn sẽ tìm rất nhiều người ta nhận làm đĩa CD chương chỉnh theo cái yêu cầu của các bạn, thậm chí làm những cái album theo yêu cầu của các bạn. Đấy. Và thứ nữa là có những người ta sưu tầm được đĩa CD. Các bạn thấy hiện nay đĩa CD thì nhiều người lại có những cái album rất là hiếm mà các bạn không kiếm được trên mạng. Đấy, đó là những cái điều mà nó độc dị. Và các bạn thấy đó là những cái lợi ích. Tôi nhắc lại nhá, đầu CD một là nhanh này, khởi động nhanh này, hai là cái khả năng kháng nhiễu tốt, nó không chịu sự chi phối của đường truyền rồi những cái nhiễu động trên đường truyền rồi chất lượng của đường mạng vân vân. Và thứ nữa là các bạn sẽ thấy là đây là một trong những cái lựa chọn đơn giản nhất, gọn nhất và phổ biến nhất. Mình lại sưu tầm được cả những cái đĩa CD mà nó thuộc về dạng xưa nay hiếm. Đấy, còn nhiều cái lợi ích lắm nhưng tôi chỉ ra những cái đó thôi. Đấy, bây giờ các bạn sẽ so sánh với lại việc sử dụng chiếc đầu DAC. Nếu như cùng tầm tiền thì các bạn sẽ thấy là những chiếc đầu giải mã hiện nay trên thị trường ấy, cùng tiền với đầu CD thì luôn luôn sẽ đem lại cái chất lượng âm thanh không thể bằng đầu CD. Đó là một cái thực tế. Nhiều người sẽ phản đối, nhiều người đang bán đầu giải mã sẽ nói với tôi điều đó là điều vô lý. Nhưng thực tế các bạn sẽ thấy nhá, đối với một chiếc đầu CD có mức giá khoảng 15 triệu đồng, ví dụ thế đi, thì một chiếc đầu giải mã cũng có mức giá 15 triệu đồng. Xin thưa các bạn là những chiếc đầu giải mã này nó sẽ có cái lợi ích. Một là nó sẽ kịp thời giải phóng những cái file nhạc số, có thể là những cái file nhạc với chất lượng ở trong phòng thu. Nhưng các bạn thấy là những file nhạc đó các bạn phải mất tiền mua, cái chi phí rất lớn, thậm chí phải mua một tài khoản. Và thêm vào đó các bạn sẽ phải, một đó là sử dụng hệ thống máy tính rất là đắt tiền với cái cấu hình cao để có thể loát được những cái file nhạc đó. Và thứ nữa là các bạn phải đóng tiền hàng năm đấy để duy trì cái tài khoản đó để được nghe nhạc. Và mỗi khi đi về các bạn phải bật máy tính lên chờ nó khởi động rất lâu, kết nối mạng, nếu như mất mạng lại không nghe được nhạc. Đấy. Và thứ nữa, nếu như các bạn download được những file nhạc đó về, các bạn cũng phải mất tiền, không thể download miễn phí được với cái cách quản lý trên mạng và đánh vào cái bản quyền trí tuệ như hiện nay thì các bạn không được nghe những file nhạc miễn phí free như trước đây nữa rồi. Thế còn những người mà trước đây đã
crack từ các đĩa audio ra, tức là mình rip từ những cái đĩa CD ra, mình lưu được những file nhạc số ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái con chip giải mã ở trên cái đầu CD, à trên đầu giải mã cùng tầm tiền với đầu CD, thì chất lượng âm thanh không bao giờ hay như trên CD. Và các bạn sẽ thấy là tiếng nó mềm và nó có cái gì đó, nó thiếu cái giải cao, nó thiếu cái độ bóc tách, nó thiếu cái độ ngọt ngào, thiếu cái độ nồng nàn của đầu CD. Kể cả vẫn file nhạc đó các bạn nghe trên CD, nhưng nghe trên đầu giải mã cùng tầm tiền nó khác lắm. Xin thưa các bạn, nếu như các bạn bỏ tiền, bỏ mồ hôi, công sức ra, xương máu ra, nghe thử như tôi và đánh giá như tôi xem. Tôi rất cầu kỳ, tôi đã lấy một cái file nhạc Lolit đó, vẫn một bài hát đó, ví dụ như bài Mùa Xuân Lá Khô mà Tuấn Vũ hát với cái dung lượng là 60 MB, tôi in vào đầu CD, in vào đĩa CD và tôi mở trên chiếc đầu CD đó. Tôi nghe âm thanh nó bóc tách mà nó giàu nhạc tính, và khi mở lên hiệu ứng stereo nó đảo hai bên loa và nó tạo ra cái hiện tượng âm thanh nó là tầng tầng lớp lớp, nghe nó giàu nhạc tính, nghe nó đã lắm. Nhưng vẫn file nhạc số 60 MB đó, tôi cắm trực tiếp vào chiếc đầu giải mã cùng tầm tiền với đầu CD. Mở lên thì xin thưa các bạn, nó khác lắm, nó khác biệt lắm. Tức là cái chất lượng âm thanh nó không thể bằng đầu CD được. Nó không có cái hiệu ứng âm thanh tầng tầng lớp lớp, và các bạn thấy là nó thiếu cái độ chi tiết, nó không bóc tách được cái giải cao. Đấy, đặc biệt là cái giải cao nó rất thiếu thiếu. Đấy, như vậy các bạn thấy nó rõ là nhiều người lại bảo vậy thì tôi mua cái đầu giải mã đắt tiền hơn, tôi mua lên gấp đôi đi, ví dụ 30 triệu hay 90 triệu hay 100 triệu đi. Thì đương nhiên con chip ở trong đầu giải mã nó đắt và nó sẽ quyết định giá thành của đầu. Nhưng các bạn sẽ thấy là quan trọng nhất vẫn là cái file nhạc số. Như vậy các bạn sẽ phải thêm một khoản đầu tư nó rất lớn, đúng không ạ? Và cái thứ nữa là các bạn thấy là hiện nay có những cái đầu giải mã mà các bạn có thể phát wifi cho nó để nó thu, sau đó là các bạn mở lại những cái file nhạc số trên mạng ấy, thì đó cũng là một cái hình thức thôi. Nhưng các bạn thấy là cái hình thức đó chất lượng âm thanh sẽ không bằng đầu CD. Một, thứ nhất là phụ thuộc vào cái băng thông của cái gói internet mà các bạn dùng. Đấy, nó rất nhiều cái yếu tố mà nhạc đã phát qua sóng không dây thì không bao giờ hay bằng nhạc trực tiếp thông qua dây dẫn. Các bạn cứ thử xem, điều đó là đương nhiên, nó chịu rất nhiều cái sự chi phối. Và cái điều nữa các bạn thấy rất rõ là đối với những chiếc đầu mà giải mã thì các bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều cái thời gian để sưu tầm những cái file nhạc số. Đấy, thứ nhất nếu như các bạn có ổ cứng, các bạn có thể đi sao đi chép. Hiện nay có các dịch vụ ở trên thị trường, dịch vụ chép phim này, chép nhạc số này, rất nhiều. Nhưng các bạn cắm vào đầu giải mã thì file nhạc, xin thưa các bạn, nó không được như đầu CD đâu, như các bạn kỳ vọng đâu. Đấy, mà nếu như các bạn dùng hệ thống máy tính mà nghe những cái file nhạc của các phòng thu mà phải mất tiền để nuôi tài khoản ấy, thì các bạn sẽ phải mất rất nhiều cái công sức. Một là đầu tư hệ thống máy tính đắt tiền, hai là tiền duy trì tài khoản, thứ ba nữa là cái quá trình khởi động lên để nghe nó mất rất nhiều thời gian. Rõ ràng lựa chọn đầu CD vẫn là một trong những cái phương án ngon bổ rẻ. Có rất nhiều cái lý do để nhiều người chọn đầu giải mã, nhiều người lại chọn đầu CD, tùy theo sở thích của các bạn. Nhưng một cái điều kinh nghiệm xương máu của tôi rút ra đó là trong cùng tầm tiền, cùng phân khúc thì cứ chơi đầu CD ngon bổ rẻ nhanh. Không phải vì tôi bán đầu CD mà tôi nói như vậy nhé. Tôi bán đầu giải mã rất nhiều. Đây các bạn có thể đến chỗ tôi, những đầu giải mã mới sản xuất bây giờ này, nào thì xuất phát từ Hàn Quốc, nào từ Trung Quốc, nào từ Anh Quốc, đều có cả. Những chiếc đầu giải mã của những cái thương hiệu nổi tiếng ví dụ kiểu Akufei hay Marzahn tôi đều có cả, với mức giá khoảng 18, 20, 30, 50 triệu đồng đều có. Nhưng các bạn thấy là tôi vẫn nói các bạn rồi, anh em chơi nhạc CD thì vẫn là một trong cái sự lựa chọn thông minh, ngon, bổ, rẻ, đúng nghĩa. Và tôi chỉ nêu ra một vài điều như vậy thôi để cho các bạn tùy theo cái sở thích mà các bạn có thể đưa ra các ý kiến phản hồi, bảo vệ quan điểm của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi sẽ dừng video clip này ở đây. Xin chào, tạm biệt.